Đóng cảnh đau khổ khi chia ly trong Trường Tương Tư, Dương Tử nhận cơn mưa lời khen diễn xuất đỉnh của Chóp. Những tập đầu của phim Trường Tương Tư đã lên sóng và nhận được cơn mưa lời khen của khán giả, đặc biệt là tạo hình và diễn xuất xuất thần của Dương Tử trong vai nữ chính Tiểu Yêu. Mới đây, đoàn làm phim Trường Tương Tư đã hé lộ đoạn clip về hậu trường phân đoạn nữ chính Dương Tử, vai Tiểu Yêu và Trương Vạn Ý, vai Thương Huyền, đóng cảnh Tiểu Yêu và Thương Huyền phải chia ly. Phần đoạn này chưa lên sóng nhưng khán giả đều dành cho Dương Tử lời khen về diễn xuất đỉnh của Chóp. Tiểu Hoa đàn sứ chung diễn xuất xuất thần, lột tả được sự đau khổ của Tiểu Yêu khi chia ly biểu ca Thương Huyền. Phản ứng của cặp đôi Dương Tử và Trương Vạn Ý cũng được nhận xét tự nhiên, ăn ý. Trong phim, Thương Huyền là biểu ca đem lòng yêu Tiểu Yêu, cố gắng chiếm lấy trái tim cô, nhưng thất bại. Thương Huyền dưới áp lực thống nhất thiên hạ phải ẩn nhẫn thế lực. Bởi vì muốn tìm kiếm Tiểu Yêu, Thương Huyền đã đi khắp đại hoang, cuối cùng đến trấn Thanh Thủy nơi Tiểu Yêu đang ở. Văn Tiểu Lục cùng Thương Huyền nhiều lần chạm mặt, nhưng diện mạo đã thay đổi hoàn toàn khác biệt khiến Thương Huyền không thể nào nhận ra được biểu muội mà y rất mực yêu thương. Trải qua nhiều sóng gió và nguy nan, Tiểu Yêu mới nhận ra Thương Huyền, khôi phục thân phận cơ vương. Để thống nhất thiên hạ, Thương Huyền nung nấu ý định đoạt ngôi vị, từ liễu vì nghĩa chết trên sa trường. Tiểu Yêu sau khi giúp Thương Huyền hoàn thành đại nghiệp đã cùng Đồ Sơn Cảnh quy ẩn giang hồ. Với mong muốn được sánh đôi nhưng không thành, Thương Huyền đem tất cả tinh thần tập trung vào việc trị nước an dân. Vì Thương Huyền biết rằng chỉ có thiên hạ thái bình, Tiểu Yêu của mình mới được hạnh phúc, an khang trọn vẹn.